si cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên tây nam Shelby Vega của Mỹ. Để theo các bác, lô này thắng lô về rất là nhiều dòng loa Shelby Vega. Các bác có thể nhìn toàn cảnh lô Shelby Vega hôm nay thắng lô đưa đến cho các bác. Lô này thì em rất là đa dạng các cái dòng. Vừa rồi thì em có ghép với con âm ly này 203 N Gold. Con này thì giá rất là rẻ, nó có hơn 1 triệu thôi. Dòng này nó là dòng gì các bác ơi? Nó là dòng liên doanh. Và hôm nay em lại cho thử cái dòng liên doanh và ghép với một cặp loa Shelby Vega trong lô này. Thì vừa rồi em ghép là ghép cái loa Shelby Vega đắt tiền nhất. Nó sở hữu bass 40 là cặp VS150, các bác có thể thấy dây em đấu đây. Tuy nhiên là em đấu có một chiếc thôi nhé. Các bác vừa rồi là nghe có một chiếc thôi. Đây các bác nhìn này. Âm đi em cũng đấu một chiếc này. Đấy. Và em chỉ nghe một chiếc thôi. Mà các bác nghe thấy một chiếc của cặp Shelby Vega nó đã rất là hay rồi. Chỉ có điều là gì? Chỉ có điều là tại sao mà em đánh con âm đi liên doanh như vậy? Thì thực ra là cái dòng Shelby Vega này nếu các bác nào đang xem clip này mà anh em đang có nhu cầu muốn sở hữu một cặp loa bãi mà các bác thích chất âm của những cái dòng loa Mỹ thì Shelby Vega là lựa chọn, phải nói là đầu bảng. Khoảng 3 năm trở lại đây, 3-4 năm trở lại đây, Shelby Vega bắt đầu lên ngôi. Thực ra lên ngôi nó liên quan đến cái vấn đề là cái hàng Shelby Vega khoảng 3-4 năm trở lại đây nó mới về Việt Nam nhiều, cho nên là anh em mới bắt đầu chơi nó nhiều. Dòng Shelby Vega này nó không giống như dòng JBL và dòng Bo. Đấy. Dòng Bo và dòng JBL thì nó về Việt Nam khá là lâu đời, cho nên về cái giá của nó đã được định hình rất là lâu rồi. Các bác lưu ý nhé. Clip này vừa giới thiệu về hàng về và cũng đồng thời chia sẻ thêm cho các bác những cái kinh nghiệm để các bác chơi loa nó phù hợp hơn với cái mục đích của mình, phù hợp với về cái ngân sách, cái túi tiền của mình. Thì dòng Shelby Vega nó khoảng 3-4 năm trở lại đây nó mới rộ lên và nó mới về Việt Nam. Thực ra về Việt Nam nó là hàng second hand, cho nên tư bản người ta có nói nghe nó gì, nhưng mà thực ra là người ta có thải ra thì mình mới được dùng. Bởi vì đây bản thân nó là hàng second hand, nó là hàng bãi rác. Thì dòng Shelby Vega này thực ra đến thời điểm bây giờ là tháng 5 năm 2019,
thì thực ra về giá của các cái sản phẩm trào Vinvega nó vẫn chưa định hình đâu, nó sẽ còn lên nữa. Lý do là nó sẽ lên nữa bởi vì những cái nó mang lại là rất là giá trị. Những cặp trào Vinvega em giới thiệu qua về giá, tầm giá để các bác nắm. Trào Vinvega nhìn chung những cái dòng bát 40, những cặp em vừa thử có giá ngoài 30 triệu một chút. Thời điểm bây giờ cặp bát 30 thì nó trên dưới 20 triệu tùy model, trên dưới 20 triệu một chút. Còn cặp loa bát 25 thì trên chục triệu. Cặp loa bát 20 dòng bụng sale thì nó khoảng độ 6, 7 triệu, 8 triệu tùy dòng. Đấy, nhìn chung là bây giờ thời giá bây giờ là như vậy. Còn cách đây 1 năm, 2 năm các bác mua ở tháo đâu thì có thể, hoặc mua ở bất cứ shop nào cũng vậy thôi, bát 40 thì nó chỉ khoảng độ dưới 30 triệu. Nhưng bây giờ giá nó khác và nó đang định hình dần. Để mà so sánh với những cái dòng nó đã định hình, nó đã thành danh ở Việt Nam, ví dụ những dòng JBL, mà các bác bây giờ muốn sở hữu một cặp loa bát 40 của JBL thì giá nó chắc chắn nó phải tầm gấp đôi cặp bát 40 của Trạm Vinvega. Cho nên là anh em lưu tâm đến những cái thông tin như vậy. Về Trạm Vinvega tại sao nó hay, tại sao mà bây giờ anh em khá là chuộng nó? Bởi vì thứ nhất là cái thiết kế, các bác chơi âm thanh là vừa nghe và vừa nhìn. Nghe ở đây là tiếng hay rồi, nhưng nhìn thì với những cái người châu Á của anh em mình thì thường là những cái dòng màu mà màu đỏ thì anh em rất là ưa chuộng. Thì dòng Trạm Vinvega thì các bác nhìn từ xa là các bác thấy ngay rồi, gân đỏ là đặc trưng của Trạm Vinvega. Và đặc biệt thêm cái nữa là cái rốn của loa bát thường nó sẽ in logo hình cái loa và màu trắng, trắng trên nền màu đen của cái rốn, cho nên nhìn nó rất là nổi bật. Và cái thứ hai nữa là về tiếng, tiếng con này rất là hay, chứng minh ở là bằng rất là nhiều clip em đã ghép rồi. Tiếng nó không phải thiên về một giải gì cả, mà tiếng giải gì nó cũng tốt, và bát tép tốt, trung tốt, và đương nhiên là bát của dòng này thì cực kỳ hay rồi. Nó là đặc trưng của Mỹ mà, thường bát rất là hay. Kể cả những cái cặp trong lô này em giới thiệu các bác là cặp Trạm Vinvega 200SE, nó là sở hữu bát 20 thôi, mặt nỉ nhung, tép kèn nhé, bé tin tin này nhé. Nhưng mà tiếng cực kỳ tốt, công suất 100W, 111 dB, 6 ohm. Các bác nhìn cái thông số dòng Trạm Vinvega nhìn chung nó sẽ không đề thông số những cặp này đâu, chỉ có dòng SE thì nó hay đề thông số thôi. Còn những cái dòng RE, những cái dòng D, những dòng AT, những dòng VS, dòng LS thì nó không đề thông số đâu. Dòng Mỹ nhìn chung là thế, các bác chơi Bo hay JBL các bác biết rồi. Đấy, vừa rồi thì em lại clip này đoạn đầu em có chứng minh các bác thấy là em chỉ cần ghép một con Omni rất là cỏ, hàng liên doanh đấy, có hơn triệu bạc thôi. Giá rất là tốt, cái này thực ra là anh em đặt phòng. Đặt phòng thì em lấy đi, còn thừa hai con thì phục vụ các bác. Thì với cái con này thì em chỉ cần ghép con Omni này, tiếng nó đã rất là tốt rồi. Dòng Trạm Vinvega này độ nhạy nó cao này, mặc dù loa rất là khổ nhưng mà âm ly các bác có thể bố trí những con âm ly rất là đa dạng để nó chơi được. Cái đấy là cái rất là hay, đặc biệt anh em nào mới chơi các bác biết rồi, nếu mà loa đắt tiền mà âm ly đắt tiền trị được thì cái đấy thì rất là bình thường. Tuy nhiên với những dòng Trạm Vinvega loa nó các bác có thể đầu tư ngân sách loa khoảng 20-30 triệu, nhưng âm ly các bác có thể đầu tư dưới chục triệu, tiếng nó vẫn rất là ngọt, tiếng rất là hay. Đấy, chia sẻ các bác một vài điều về những cái dòng Trạm Vinvega. Quay lại cái lô này thì em về được đủ mẫu. Đấy, bây giờ sẽ đi liệt cho các bác những cái dòng Trạm Vinvega bát 20 dưới 10 triệu, bát 25-30 trên chục triệu. Đấy, còn bát 40 thì trên 30 triệu. Đấy, về mức giá của nó thì bát 40 lô này em về được VS 150 nhé. Các bác lưu ý VS 150 bát 40. Đấy, dòng RE30 là bát 30. Dòng RE30 là bát 30. AT40 nó là bát 25. Các bác biết rồi, nó có AT10 và AT40 nó là bát 25. Đây là cặp D3 bát 25. Cặp LS12 bát 30. Đấy, đây là cặp D3 bát 25. LS10 bát 25. VS150 bát 40 tiếp hai đôi. AT12 thì là bát 30. D5 là bát 30. RE25 là bát 25. Đấy.
200 mét đen là bát 20, cặp này cặp D3 cũng là bát 25. Giới thiệu thế thì anh em nào chơi rồi thì sẽ rất là dễ nắm được. Tuy nhiên là tiệu chung lại là Sherwin Vega nó có những cái mã như thế này nhá, anh em để ý nhá. Anh em nói lại này, nó có dòng VS này, tức là cái model đầu VS thì nó có VS 150, 120 đấy. Bây giờ nói cái model đầu là nó có VS này, nó có LS này, nó có AT, nó có D này, đấy, nó có RE này, đấy, là những cái lô hôm nay em có. Và nhìn chung những cái dòng đấy là nó về Việt Nam nhiều, thời điểm bây giờ nó về Việt Nam nhiều. Và có những cái model nào nữa thì anh em nào nhớ thì có thể chia sẻ thêm, comment thêm ở dưới clip này, để dành cho anh em mà mới chơi, kể cả anh em chơi lâu rồi mà đang chơi những cái dòng Nhật, muốn quay trở sang chơi dòng Mỹ thì có thể tham khảo thêm những dòng Sherwin Vega này. Đấy, khá là nhiều để anh em lựa chọn nhé. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019. Clip này thì xin phép kết thúc tại đây. Các bác nhớ đăng ký kênh YouTube. Các bác lên YouTube, các bác có Thắng Audio là kênh của em sẽ ra số 1 luôn. Các bác click vào cái kênh rồi đăng ký, subscribe, chia sẻ kênh của em để nhiều bác có thể biết hơn, tham khảo được những cái dòng loa kiểu dạng như thế này. Địa chỉ là số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Các bác ở tỉnh thì các bác có thể đến bến xe Giáp Bát hoặc nước ngầm, xuống em có khoảng 2 km nữa thôi. Đấy, trường hợp mà anh em mà xuống mà mà khó khăn quá mà không mấy được thì có thể gọi điện này, có thể em sẽ đặt Grab cho. Grab rất là rẻ, Grab về bên em thì rất là rẻ, 10-20 nghìn thôi. Đấy, các bác nhìn đi, nhìn lại một lần nữa. Đấy, các bác có thể thích dòng gì thì các bác chấm và gọi. Các bác lưu ý là nhớ đọc mã VS 150 bát 40, nhớ đọc mã cho em nhé. Đi lại một lần nữa này, AT 40 bát 25, phù hợp dòng gì thì các bác điện Siri RE nhé. Đây là RE này, RE 30 bát 30, cái này rất là trùng hợp cho nên là khá là dễ nhớ. VS 150 rồi, ok. Đây là D3. À đây là D, đúng rồi, D3 bát 25 tép kèn. Các bác chỉ cần đọc Sherwin Vega, đây là Sherwin hết. Các bác đọc D3 là các bạn sẽ biết LS12 bát 30 Sherwin Vega. Đọc LS12 là ok luôn. LS10 bát 25. Các bác đọc như thế phát là các bạn ok luôn, biết ngay. AT12 bát 30. Nhìn đọc em ơi, AT12 còn không, bát 30 bao tiền, ok luôn. D5 bát 30, đọc D5 thôi là ok. Sherwin Vega 200 SE, các bác chỉ cần đọc 200 SE là ok. Đấy, ngoài dòng Mỹ thì lúc này thì Nhật rất là nhiều. Đấy, các bác có thể thấy những cái dòng em chuyên và bây giờ anh em đang ưa chuộng và rất là sẵn. Mời các bác qua trực tiếp. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.